Chút xíu mẹ mang nước lên kìa. Quỷ quỷ này có bị khùng không vậy? Ê, này không có giỡn giỡn, hồi văn đổ lum. Mỗi đứa đều có nỉa rõ trơn mà. Mày bụng. Mượn của anh hai kìa. Chút xíu cô hai mang lên. Cô hai mang lên liền giờ nè. Cô hai là ăn hết đi con, ăn hết đi con. Con thịt kìa. Ăn hết đi, uống nước. Đi. Đi ăn hết đó đi, ăn mới ăn này đừng có bỏ gì, lãng phí lắm biết không. Ăn đi con. Ăn hết đi. Ăn hết đi rồi ăn qua cái đùi gà. Bây giờ chỉ có ăn đùi gà, ăn đi. Lấy ăn đi. Rồi lát ăn cái kia lên hết nha. Bây chừng rớt á, có lấy nước chấm không kìa, chấm kìa. Bây giờ em về em có ăn thịt gà không? Ôi dồi, giờ em có ăn thịt gà không? Ăn ghê à? Ăn gà không? Nó không gà không? Thấy không? Nó không nhà mà bắt con gà. Lên lớp nhà bắt con gà hả? Gà đâu lên lớp nhà. Lên lớp nhà bắt con gà. Lên lớp nhà bắt con gà. Ai biểu chấm vô cái cây, chấm cái không cây á, khang chỉ cho em lấy cái phần em không cây cho em con. Ừ cái đó không cây đó. Ba, cái gà nó nóng vậy. À nóng hả? Cái nào không cây mà miếng gà nó nóng kìa. Không hả? Cái đó là mù tạt, cái này là mù tạt mật ong, còn cái này là tương cà này, còn kia là có tương ớt. Cây hả? Xử lý liền. Cây ba xử. Hay là chấm vô cái nào cây rồi? Thì ăn cái nào đó ăn. Ăn cái nào được đó ăn. Khi đổ bỏ vô bộ con à. Để xuống đi. Nó có gà lên nó nghỉ ăn rồi đó. Ý thằng Bin. Bin à phải ăn con. Không được. Vậy tối đói nha. Con để lên cho nó đi. Con để lên cho nó bằng. Cảm ơn. Mẹ bông giật.
ai coi chừng nhiễu rớt rớt dơ lắm con. Bin cầm nghe con. Bin nó chảy đó, con ngậm nghiêng nó chảy ra đó. Ngon không? Trời ơi, cái miệng dính như mèo kìa. Coi con mèo kìa, mèo nhỏ kìa. Con mèo nhỏ kìa. Nó nhiễu vô dính vô quần áo đó. Cái nào nó chảy là còn phải liếm trước. Năm anh em chơi một chiếc xe tăng đó. Năm cây đó. Đúng chưa? Năm cây có bố anh em mà. Cộng với Bill nữa kìa. Bill nữa kìa. Bill là anh em với Bill đó. 1 2 3 4 5. Bốn năm anh em dùng chiếc xe. Mẹ xe tăng này không có vỏ chơi vậy. Hả? Sao xe tăng gì mà không có vỏ? Hãy tưởng tượng vậy đi. Chung một nhóm đi, năm anh em cho một nhóm. Năm anh em cho một nhóm. Để em tự lao đi. Để em tự lao đi.